Nhắn gì? Trong báo giá của tao. Tôi cũng lạc thì nhắn đấy. Để bảo con Huyền nó xem đấy. Lên báo giá. Lên suốt mà. Nãy các bạn quay không đi cùng cơ. Chị Mia để em kể chị nghe nhá. Hôm chị có một cái áo trắng kẻ sọc ngang em. Đấy em đi sang bên hôm về phòng học chị. Thông máy chị. Áo xẻ cọc đi đi vào thang máy ấy. Em bảo là chị Mia hôm nay chị em ngoài thì chị về ra nhưng mà chị khác. Ê, từ mẹ, hôm nay ngày gì? Ừ. Thử đấy. Hôm nay bao nhiêu nhỉ? Chưa mùa đúng không? Sôi mực cơ. Sôi mực này. À, bạn có. Em nhiệt tình, ăn nhiệt tình. Tôi bóc khác. Nhắn này như nào? Nhắn này như nào? Ở đây chị em mình ăn. Giá. Ít đấy. Chị Mỹ ơi, khách của em bảo chuyển khoản, em người chị em bảo thế chị em xin lại cái bill kia rồi. Ở Lào Cai thì em tự tin lắm, cùng lắm mà em gọi người nhà em đi đòi hộ là cùng cái gì. Chị có hot TikToker nấu ăn cho tao rồi. Huyền ơi, hot TikTok cơ gái không thích này. Hôm nay anh em đói vào YouTube chị rồi. Hot TikTok con hủy con quỷ. Người ta liên quan gì mà con Linh á? Người ta chỉ là dân nhập dư mà thôi. Em chỉ là dân nhập dư thôi. Đây. Họ thích đọc cờ là xúc tích cho tao đây. Không nào đấy vào YouTube chị Thủy xem múc băng. Rất lâu mà vào. Em thấy số 77 rồi. Cứ tìm đi. Qua thì hôm nay lại nghỉ. Anh nghỉ trong uống phê la có cái gì. Hôm qua thì đứa này uống phê la hết ngày lương ấy chị ơi, biết ngày lương chị tiền lương chị để uống trà sữa à, cái thằng cùng chí nào sao ông ấy làm sao chị, cái thằng gì đấy nhá, nó ít tuổi hơn chị và nó nhắn tin cho chị nó một câu anh hai câu anh. Hôm trước chị nghe chị Hằng chị gửi cái để đăng ký bằng lương ý thì mới biết là nó sinh năm 99 chứ không nghỉ rồi, họ nghỉ nhanh hết nhưng mà ý là nhưng mà chưa biết mặt người đối diện thì thường hay gọi nó chưa biết mình là ai thì thường, nhưng mà thường hay gọi là bằng chị để hoặc là bạn chị hoặc bạn đấy. Một là bạn hoặc là hai là chị để thể hiện sự tôn trọng nhưng mà chưa biết tuổi ấy. Tự nhiên lại em ơi thì nó kỳ. Không phải là do chị biết chị ấy. Không. Chị có để ảnh đâu. Chị biết mặt chị đâu. Hả? Ừ. Đúng rồi nhỉ. Hỏi tới hình chính đâu có gọi là. Nhà bây giờ đâu có. Hình như đứng ở phòng nào đấy sao không? Có cái mặt chị ra lên đôi tay đấy. Mình không biết là ai nhưng ví dụ như kiểu cái nhỏ tuổi hơn thì cũng gọi là anh là chị nhá. Đấy không biết ai cũng gọi mình là anh là chị đúng không? Em có cách toàn cũng thế. Không biết mình là ai là mình con nào mà trắng. Nhưng mà người ta nghĩ là gì? Ừ. Không nghỉ chị biết là trong một bài. Không biết vậy à? Sẽ làm bài luôn. Vậy thì biết cấp lắp, chị biết phải biết cấp lắp. Vâng anh, cấp lắp anh ấy à? Ở nhà mày có ai bị gan à mà ra mua thuốc gan như vậy? À, nó không phải.
Trên đấy anh dính lên. Ủa, em dính hai. Em dính hai lần đúng không? Ủa, anh dính hai lần. Anh tôi mất trẻ mà. Ừ. Phúc nhà mày có ai bị gà nào mà tao mua thuốc gà nữa vậy? Tên của Lê Phúc. Thấy chị Thúy đang bảo gì đây đây? Đơn gửi viên post à? Đúng xe à? Nhà tiện xe à? Nhà tiện xe à? Mua 2 nọ, 5 nọ, sắp hết. Sắp hết hạn. Ừ, nhưng mà bỏ đắt bao nhiêu? 24 à? Cái 3 nọ. Mua hết hạn là 5 nọ. Thì dùng đến lúc hết hạn là đã. Không chưa? Ơ? Ở đâu có sao không nhìn thấy ai vậy? Nhóm thông báo. Nhóm. À, nhóm thông báo à? Ơ, báo chưa? Em chỉ vào list chính của nhóm đấy thôi. Em có vào chính của nhóm đấy thôi. Kệ gì? Thì nhà chị Loan nhận gửi vào. Không, em tự gửi được. Mà em chỉ vào cái nick cá nhân của em ở trong nhóm thông báo thôi. Em không có thích thông báo nhiều quá. Lại làm bèm rồi đấy. Gì đấy bà? Mà lại kỳ ghê. Lần sau cũng không quay cơ mà chị trước nữa. Mọi khi cho em hay tắt điện trong bố tối, bảo chị tắt đi rồi gì. À sao tắt điện nha. Lần sau không bao giờ. Lần sau nha là lần sau không, không. Các em không nuôi chiều chị như mọi khi nha. Lần sau không được có tắt điện không, chị cứ tắt điện đi rồi em ăn được. Lần sau mà, lần sau sẽ không quay cơm sớm cho bà này nữa. Bà này á, căn cứ công dân đâu. Tí nó chiều người ta đi, người ta xin chị Loan hôm nay cho dạng đi rồi. Người ta là ai? Người ta là ai, ai biết? Thằng con này láo lếu thật. Đã bảo chị là người ta. Em bị khắc khẩu với Ất Hợi đấy chị ạ. Mày, tao thấy mày khắc khẩu với tất cả luôn á. Mày nói không. Chuyện với ai mồm mèo cũng vậy ạ. Hả? Chị có ở đâu? Ninh Bình. Em chị đóng ở giống ai? Giống giống một chị Hương Yên, kiểu cách nói là giống. Không, gái Linh Bình đánh đá lắm. Chị có chẳng ăn. Chị có đánh đá không? Dạ. Chị với con này đứa nào đánh đá hơn em? Chị còn có thế. Em đang bằng tình đối. Ý chị là nói gì đó. Đứa nào đánh đá? Tập tài lạnh như ai? Khiếp nhìn cái mắt của nó kìa. Là sao chị hỏi mày nhớ bật điện thoại mày quay đúng cái mắt của nó như vậy xong mình làm cái TikTok nội dung TikTok mới nha.
đúng về mày thấy ai đánh đá đúng không, người này là người đang đứng đánh đá. Em nghỉ hưu TikTok rồi, em chuẩn bị làm thêm cả tối rồi. Làm thêm cái gì đấy? Hưu mà thấy biến thì em đi làm B kịch hả, lương để đâu cho hết, làm gì có đồng nào mà lương để đâu hết, trả tiền trọ là hết chứ sao. Mình không hợp với những người 9 năm. Cỏ người. Nhưng mà tại ở người đây đứng áp ảnh, ám ảnh quá. Hả? Cái gì? Nó hơi bị sượng ở dưới đáy. Không sao, chị không ăn hết. Vậy á? Cho, lần sau cho tăng thêm phút nữa. Ai đuổi? Người đứng quay mà người ta vừa rầm bầm ấy chị ạ. Người sao bảo về nè. Lò nhà tôi. Em định nói câu đấy đấy. Hết nói, hết rầm bầm nữa. Đúng không ạ? Lò nhà mình. Lò nhà mình mang từ kho sang mà. Cái hồi em mới đi làm đã biết. Em phải sang kho ngày trưa làm cũng sang thăm chị Lụ và đứng 5 phút với chị Lụ ở bên đấy đó. Em định có thể cho kho nhà quay cơm mà. Nói giảm cái vui vung xuống. Cái nhất là vậy, nhưng mà mình không cần nói ra tự nhiên. Người ta biết, người ta sẽ tự cảm nhận. Người ta sẽ thấy nói. Mình nói ra thì người ta sẽ thấy bình thường. Mình không nói nữa, mình cứ mình cứ bình tĩnh không nói. Thế đấy, mình nói thôi. Mình phải nói ra chứ, không nói người ta không hiểu đâu. Không. Người ta cố tình không hiểu. Tự nhiên có người sẽ nói để cho người ta hiểu. Chị thì phải gọi công an. Đấy, đấy đúng không? Ừ. Đấy là chị Mai đang gọi người nhà đi thẳng đó đúng không? Em bảo em thấy bên kia hỏi chị em là cái gì đấy. Trong cái gì là vi phạm, em nghe đoạn đấy. Đúng không? Em đã hỏng được đoạn đấy rồi nhé. Cái hôm nay á, là sếp cũng bảo chị chụp ảnh thu tiền mấy lần rồi nha, mà chị tha cho phòng này mấy lượt rồi. Hai lần chị thấy cái thùng rác ở dưới gầm bàn đầy u cốc trà sữa không đổ. Vào sáng chiều sáng trưa thứ bảy để qua tuần thì nó thối như thế nào. Và hai lần để nhắc nhở đồ dùng trên bàn. Ăn học trước khi mà khi mà mình tan làm thì mình sẽ phải gọn gàng đồ dùng trên đây. Cốc không để, nào em cũng để như này. Cốc kia thứ em để gọn hết hôm này. Em để gọn một góc mà em để gọn góc như này. Chị Loan bảo là thôi cốc thì không cần phải cất đi. Cốc cứ để đây thì được rồi. Ngày nào em chẳng biết ăn này. Đồ dùng cá nhân thì được hết. Chị nói chung vậy. Hai bên kia nói kìa. Con mè mồm mà bo mất mày cái chồng sao người ta bảo mồm em bé chị, nhưng mà người ta bảo mồm em bố mồm em to mồm béo nhưng mà có luôn to. Đúng rồi, con này nói không cần phải loa đúng không, đi hát không cần karaoke. Chị Hằng có nói sướng có cười, chị Hằng nó đúng nói này nói không bằng như này hiểu không? Không bằng bác được. Tao biết điểm yếu của mày nhé. Em không bao giờ có điểm yếu. Nhưng mà làm sao mà mày cứ phải quay video lên để làm gì vậy? Em quay lại một ngày của em. Được không? Làm YouTuber. Được không? Vậy á? Chị cứ quay ra đây làm thì em đâu có nhu cầu quay chị đâu. Em lên thanh kỷ official. Tưởng quay này để chứng minh là em ăn hết cơm của chồng nấu rồi. Chị bảo em là không có được chồng ấy đấy. Chồng này gọi là kiểu người yêu gọi nhau là chồng ấy. Chị bảo lấy chắc gì là lấy. Người yêu còn chưa có. Người gì đấy? Mày nhiều hồn. Sao đây ngủ là ta cho mình một quả đòn đấy nhá. Em vào phòng cái tối em ngủ với chị Hương. Hả? Chị đuổi em á. Thì em vào phòng cái tối em ngủ với chị Hương.